Xin chào các bạn, à, chào mừng các bạn đã trở lại với loạt bài hướng dẫn sử dụng Excel của kênh YouTube Công học Excel. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau học một thao tác rất đơn giản trong Excel, đấy chính là chèn và xóa nhanh hàng hoặc cột trong Excel. Thông thường, chúng ta để xóa một hàng hoặc chèn một hàng, chúng ta có thể chọn cách một đó chính là chuột phải vào hàng hoặc là dòng mà chúng ta muốn xóa đi. Sau đấy, chúng ta chọn delete hoặc insert Ví dụ ở đây mình chọn insert Ngay lập tức chúng ta có một dòng ở bên trên Nếu chúng ta muốn bỏ dòng đi đi Chúng ta chọn delete Nhưng trong nhiều trường hợp chúng ta có thể sử dụng một cách nhanh hơn Đó chính là sử dụng những tổ hợp phim nóng Ví dụ để thêm một cột thuộc một dòng Chúng ta có thể ấn tổ hợp phím Ctrl Shift cộng và để xóa một cột thuộc một dòng, chúng ta ấn Ctrl và dấu trừ. Cụ thể ở đây, nếu mà mình muốn thêm một dòng ở đây, mình chỉ việc ấn Ctrl Shift cộng và ngay lập tức chúng ta đã có một dòng ở đây. Nếu để muốn xóa dòng này, mình chỉ việc ấn Ctrl trừ là chúng ta đã xóa đi được rồi. Rất nhanh phải không các bạn? Đó là cách để chèn hoặc xóa một hàng một cách nhanh chóng. Còn khi chèn hoặc xóa nhiều hàng thì sao? Chúng ta chỉ việc nếu mà muốn chọn hai dòng thì chúng ta chỉ việc bôi hai dòng và sau đó ấn Ctrl Shift cộng để thêm hai dòng. Các bạn thấy không ạ? Nếu muốn thêm 3 dòng, chúng ta chỉ việc ấn Control Shift cộng sau khi đã bôi đen 3 dòng và chúng ta ngay lập tức thêm được 3 dòng. Một cách rất nhanh chóng và dễ dàng. Các bạn lưu ý, khi chúng ta thêm dòng thì dòng sẽ được hiển thị ở bên trên, ví dụ trong trường hợp này chúng ta thêm vào bên trên insert thì dòng sẽ được nhảy lên trên. Còn trong trường hợp chúng ta thêm cột thì cột sẽ được đính sang bên trái. Các bạn thấy không ạ? Đấy là một lưu ý nhỏ thì các bạn tạo một uh, cột hoặc một dòng một cách chính xác nhất. Và trên đây mình đã hướng dẫn các bạn các tổ phím để các bạn chèn và xóa nhanh một hàng hoặc một cột trong Excel. Chúc các bạn thành công.